Xin chào anh em, mình là Nguyễn Anh của máy đo chuyên dụng. Nếu như trong video lần trước mình đã giới thiệu đến anh em con máy khoan pin bắt vít GSR185LI, vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp người anh em cùng thế hệ. Sản phẩm này thì có chức năng khoan búa, đó là GSB185LI. Ngay bây giờ cùng mình tìm hiểu nhé. Sản phẩm này thì chúng ta được trang bị rất đầy đủ cho anh em. Đầu tiên sẽ là phần thân máy, chúng ta có một cục pin 18V 2A đi kèm phía dưới. Tiếp theo chúng ta có một cục pin dự phòng đi kèm, một sạc 18V và một phụ kiện của bot. Cuối cùng chúng ta có hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Phụ kiện bao gồm 10 mũi bắt vít và một đầu nối dài cùng 12 mũi khoan tường, khoan gỗ và khoan thép. Tất cả đều được gói sẵn trong túi đựng và cất giữ vào vali ngăn nắp. Còn bây giờ hãy cùng với anh tìm hiểu về thiết kế cũng như chức năng của GSB185LI nhé. GSB185LI là sản phẩm máy khoan pin 3 chức năng không chổi than nhẹ nhất mà bên anh từng biết. Theo như thông số của hãng đưa ra thì máy này đã được lắp pin 2A, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, anh em có thể thao tác bằng một tay một cách dễ dàng. GSB185LI mẫu mới này được thiết kế nhẹ gọn, tối ưu hơn, giúp cho việc bắt vít và gỗ kim loại trở nên dễ dàng hơn trong không gian hẹp nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ vuông vức. Máy có thể chịu được độ cao đôi lên đến 1m nhờ chất liệu chống va đập, chống sốc cực kỳ tốt. Bán cầm cao su có độ nhám cao, tăng sự chắc chắn khi cầm nắm. Còn đường tốc trên các đảo chiều được bố trí ở nhau giúp thao tác nhanh dễ dàng. Quay ra phần chọn tốc độ, chọn chế độ khoan và mô men xoắn được thiết kế tối ưu nhất định. Dòng sản phẩm này được tích hợp kèm với hết nhắn nhưng độ sáng không thay đổi. Bot GSB185LI là sản phẩm máy khoan búa 3 chức năng không chổi than, cải thiện hiệu suất lên đến 85% trong thời gian làm việc liên tục, đảm bảo tuổi thọ cao. GSB185LI hoạt động từ pin 18V, có tốc độ không tải, tốc độ 1 từ 0 đến 500 vòng trên phút, tốc độ 2 từ 0 đến 1.900 vòng trên phút, tốc độ đập từ 0 đến 27.000 lần trên phút, sử dụng mâm kẹp từ 1,5 đến 13 ly, cho phép khoan gỗ 35 ly, thép 10 ly, tường 10 ly, mô men xoắn tối đa mềm là 21 Nm, mô men xoắn tối đa cứng là 50 Nm. Có thể thấy rằng với thiết kế thông minh cùng động cơ không chổi than, GSB185LI cho khả năng làm việc linh hoạt, đa dạng như khoan tường, khoan thép, khoan gỗ và bắt vít một cách dễ dàng, phù hợp với công việc sửa chữa nhà cơ bản, thợ lắp đặt, bảo trì và các loại máy điện tử. Bot GSB185LI là sản phẩm máy khoan pin hiện đại nhất của Bot trong năm 2022. Sản phẩm này có khả năng làm việc ổn định, lâu dài, đặc biệt không phải thay chổi than thường xuyên. Với trọng lượng nhẹ, con máy này có thể làm việc trong các môi trường chật hẹp một cách dễ dàng, đảm bảo hiệu quả công việc cho anh em. GSB185LI sẽ có hai lựa chọn giá cho anh em. Với 3.700.000 đồng, anh em sẽ có 2 pin và 1 sạc. Với mức giá rẻ hơn 3.100.000 đồng, anh em sẽ có 1 pin và 1 sạc. Đến mua con máy này, anh em vui lòng truy cập vào website maydochuyenduc.com hoặc gọi tới hotline 0904 810 817 để nhận những tư vấn cũng như chương trình ưu đãi hấp dẫn đến từ máy đo chuyên dụng nhé. Anh em thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất đến từ bên anh và máy đo chuyên dụng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.